À, Cadillac ha. SRX làm thêm chìa khóa Smart Key. À, mình test chìa khóa mới nè. À, đấy. Đấy. Rồi. Chìa cụ nè. Rồi. À, ra ngoài test luôn ha. Đây. Test nút cốp nhé. Đấy. Rồi. Đó, tự động lock lại. Bây giờ mình để cái chìa gốc bên ngoài để em test cái chìa khóa mới, nổ máy chìa khóa mới nhé. Rồi. Chìa mới đây ha. Rồi, nổ máy ok ha. Cần làm chìa khóa Smart Key ô tô thì liên hệ em ha, thợ khóa Biên Hòa.com ạ. À. Cảm ơn quý khách ủng hộ Smart Key Cadillac ạ. À.